là LeBron để đánh sân khách đúng không bạn Hiền? This is LeBron night, away color, away. Thì sau khi mình mang thử cái đôi giày này vô thì phải nói là vượt qua nhiều đối thủ mà lúc trước đã rất khó khăn để vượt qua, thì tốc độ quá nhanh đi. Còn hơn nữa, chúng ta phải chọn cảnh cái con này thôi. Đây đó. Thì thấy không, tất cả cái công nghệ mà dữ nhất của Nike hiện tại là vô cái đôi LeBron này đó. Zoom, 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 fly wide đó. Còn cái này á, cũng là fly wide nhưng nó gần giống như là cái mà giống như là Dynamic á, để mà nó bó cái cổ của chúng ta lại đó. Khúc này á, gần như đây nè, gần vô, thấy không? Chỗ này nó sẽ ôm cái cổ chân của chúng ta để chúng ta mà nhảy lên không có cục. Còn cái này là chúng ta thằng nào mà cản đường chúng ta, cũng chúng ta mà lên nọ, lên rổ á, lại ốc á, đạp được mà. Được chọn. Đây là tuyệt phẩm bóng rổ. Nếu mà các bạn đã nhớ rổ thì các bạn phải có đôi này trong năm nay. Năm sau.